giỗ tổ sân khấu cải lương do đoàn cổ nhạc quê hương long trọng tổ chức vào chiều Chủ nhật 15 tháng 9 năm 2019 vào lúc 6:30 chiều tại hội trường First Christian Church, thành phố Fortress, Virginia, với sự hiện diện của trên 200 quan khách, văn thi hữu và nghệ sĩ. Đoàn cổ nhạc quê hương được thành lập vào ngày 14 tháng 3 năm 2019 do 6 anh chị Ngọc Bích, Lý Bảo, Thanh Uyên, Thanh Tùng, Ngân Hà và chị Hà Vân. Để thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo, nhớ ơn bậc tiền bối, tiền nhân đã khai sáng, tạo dựng các bộ môn nghệ thuật chân chính trong các lĩnh vực cầm, kỳ, thi, họa, kịch nghệ, cải lương. Hàng năm vào ngày 12 tháng 8 âm lịch, ngành sân khấu cải lương có thông lệ làm lễ giỗ tổ khai sáng nghề nghiệp cầm ca. Cúng tổ là một truyền thống, một tập tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ từ quê nhà ra hải ngoại, là nhân duyên để các nghệ sĩ và đồng hương họp mặt thân thiết, trình diễn cũng như thưởng thức những vở tuồng ăn khách, đồng thời cũng để bảo tồn văn hóa chân chính của dân tộc Việt. Tìm về nguồn gốc, cải lương là một loại nhạc kịch, hát ca, diễm ngâm rất phong phú, phát sinh từ dân gian miền Nam Việt Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cải lương ra đời vào khoảng từ năm 1916 tới 1918, nhưng nói chính xác thì khó ai biết rõ, chỉ hiểu rằng đó là bộ môn nghệ thuật, khởi đầu bằng đờn ca cộng với điều bộ, chỉnh đốn dần, thêm thắt mãi, nên hình thành một hình thức giải trí bình dân, đáp ứng sở thích của mọi tầng lớp, nên được nhiệt liệt hoan nghênh, tán thưởng, mến mộ từ trong nước ra hải ngoại suốt trăm năm nay. Sau gần 4 tiếng đồng hồ thu hút, gây sự chú ý và được sự tán thưởng liên tục của hàng trăm đồng hương, lưu lại đến những phút chót. Chương trình kết thúc vào lúc 10:30 tối, để lại kỷ niệm đẹp trong lòng khán thính giả mộ điệu. Từng thời gian đến bóng hình.